ngược lại miền Nam của mình. Dạ, bên miền Nam là đi phải thì gia đình mình cứ đi bên tay trái giùm em. Dạ, cứ vậy mà đi. Dạ, nhưng mà đặc biệt nhớ đó, dạ, muốn đi qua đường tại Bangkok cũng như là Pattaya, thứ nhất họ sẽ có những cái cầu vượt để gia đình mình đi bộ qua. Dạ, hoặc hai là phải nhấn lên cái đèn xanh đèn đỏ ưu tiên cái đường mình để đi qua nhé. Dạ, bên này không bao giờ có cái việc mà xe lớn này lỡ quẹt cái ông xe. Chụp lên được, còn tuy là nón thì phải đội vừa mới lên được. Ghê chưa? Di camera không kịp. Nhà đổ tử. Đổ hết ra ngoài luôn. Họ phiên thanh tẩy vô. Giang ôm à? Có giang ôm à? Kinh máy giặc giang ôm à? Đó hay đây đó. Đó hay đây đó. Dân buồn nè. Rẻ nè. 10.000 đấy rồi. 20 bạc. 20, 30, 40 nó sai nè. Ừ. Hết rồi. Quân đi ở bán kì. Cầm tí. Tí cầm. Ông hút, ông hút, ông hút. Không vô, không vô. Thank you.
không?